lăm, có nóc tràn vào là nguyên nhân chính gây hư hỏng máng giảm hoặc đặc biệt là phần chân đế máng giảm qua thời gian từ đỉnh máng giảm lâu ngày do bị tiếp xúc với môi trường ở lớp nấm mốc sẽ khiến chân máy giặt bị hay hẳn dị sụt chân một chế mọi đế khiến chân không đúng đứng vững như không đứng vững được ảnh hưởng tới quá trình giặt và các bộ phận khác bảo vệ máy giặt tủ lạnh không bị dính nước chống thấm giúp đồ dùng không bị hẳn dị chảy yên tâm tuổi thọ rút dễ dàng vệ sinh gần máy tránh chuột bỏ làm cổ tổ chân kệ để máy giặt tủ lạnh khắc phục tối ưu những nhược điểm đó giúp bảo vệ máy giặt tốt nhất. Tí chịu dần thế nắm đi chi đẹp em chị lấy một hộp cho em thôi, chị giữ gốc cho em nhé, sạch nắng tàn nhang, xua tan vết nắng, tặng đăng ký gia đình nhà hỗ trợ. Con trẻ con ầm ầm rồi sao mà tự dưng tối thế, trời tối tối theo luôn đó. Mưa tối tăm như này tối cả theo luôn. Mưa tối ra ngoài cho nó sáng sủa một cái nào. Tiếng 19 phút.
nhỉ? Tao tao mà mình vì xe lại. Phim từ nay hang ấy. Anh chưa phim lại. Mua chờ. Có một chờ cây này ẩm thực quá. Nó chờ cái tao nhỉ. Nó là cái chờ chứ nó chú mà làm chờ chính rể. Mày đi phụ ẩn mùi nha. Thế kia nó cân chua mùi gom không phải cả. Ôi, yên cuối sướng rồi. Chui một cái loài xong á. Chào mừng các bạn đến kênh của mình á. Nghe vừa nhé, mình ngủ giờ mình dậy rồi tóc còn mùi xù và xòa đấy. Còn ngon không phải. Ngon không phải. Ai hở, không có yên